thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực miền Nam sẽ trở thành cửa ngõ của Việt Nam cùng với sự phát triển của cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với hình khối tàu nhã được cách điệu từ đóa hoa sen, nhà ga hành khách mang hình ảnh tinh tế hiện đại nhưng vẫn chứa đựng âm hưởng bản sắc văn hóa Việt Nam. Nhà ga hành khách Long Thành với công suất khai thác theo thiết kế là 25 triệu hành khách mỗi năm, với thiết kế tối ưu và hiện đại, sẽ mang đến cho hành khách những trải nghiệm thoải mái và thú vị xuyên suốt hành trình. Khu vực phòng chờ VIP và phòng chờ lên máy bay cho khu vực bến đỗ xa được bố trí ở tầng trệt. Sau khi đi qua sảnh đến ở tầng trệt, hành khách có thể tiếp cận được các phương tiện giao thông công cộng. Tầng trệt cũng là nơi bố trí khu vực hệ thống xử lý hành lý. Hành lang đến sẽ dẫn hành khách đến tới khu vực nhập cảnh và nhận hành lý. Cầu bộ hành trên không được thiết kế để dẫn hành khách từ sảnh đến của nhà ga sang nhà xe, có tích hợp dịch vụ thương mại và lưu trú. Tại lầu 2, các khu vực tiện nghi như khu trung tâm thương mại và khu vực cảnh quan được thiết kế nhằm mục đích chào đón hành khách chuẩn bị khởi hành. Sau khi trải nghiệm những tiện nghi tốt nhất tại nhà ga, hành khách sẽ di chuyển từ phòng chờ ra máy bay. Hành khách khởi hành đi sẽ tiếp cận khu vực thềm lầu 3 dẫn đến khu vực làm thủ tục check-in được trang bị những công nghệ hiện đại nhất. Sau khi hoàn thành thủ tục khởi hành, hành khách sẽ di chuyển xuống lầu 2 để chuẩn bị lên máy bay. Ngoài ra ở lầu 3 còn được bố trí các phòng chờ nối chuyến, phòng chờ hãng hàng không và CIP. Nhà ga hành khách là một hệ kết cấu thép được bao phủ bởi hệ trần và mái bằng kim loại, tạo ra hình ảnh hệ mái tổng thể khắc họa một đóa hoa sen cách điệu. Ánh sáng tự nhiên được lan tỏa vào trong công trình thông qua khu vực mái lấy sáng trung tâm và dọc các cánh nhà ga.